Cảnh đồng quê đây các bạn, cảnh đồng quê mà bữa nay còn thời kỳ này mà còn giọt lúa đây các bạn, còn giọt lúa đây các bạn, giọt lúa với sàn gạo sấy gạo đây các bạn. Cái này là không phải là không có điều kiện, nhưng mà do là mình làm mình sống thì cũng cái nhu cầu nó ít thôi, cho nên là giọt vậy là đủ một hai người hoặc hai ba người trong một gia đình sống trong một ngày thì mới làm được các bạn. Chứ hiện nay thì cái điều kiện người ta hiện đại hơn phải không, người ta sẽ... đây là bà chị của mình các bạn, bà chị của mình đó các bạn. Bà đang giọt đây, giọt Già rồi, đó. ăn gạo trắng thì nó không có tốt rồi, thì ăn gạo này nó tốt thì Vậy thôi, thì cái này là nông thôn có điều kiện có thời gian các bạn, chứ nếu mà đô thị thì cũng không có thời gian để làm mấy công việc này đâu, bạn thấy không? Cái kiểu này thì hiện nay ở mấy cái vùng sâu kiểu nào thì mình không biết, nhưng mà cái vùng này mà nếu mà giọt lúa này nó có cách đây là 40 năm rồi các bạn, thời đó nó còn, nhưng mà bây giờ thì người ta ít ít có ai mà làm được cái việc này. Hôm nay có điều kiện về nông thôn các bạn, ở một cái xã, ở một cái huyện của Long An các bạn, mình quay lại cho các bạn xem. Đây là con đường từ trong nhà ra, mèo các bạn, mèo chạy sợ chạy luôn rồi, chạy nó mới nhìn ra kìa, thấy không, nhìn nhìn chứ tao không thấy mày, nó nhìn ra các bạn thấy không, nó nhìn ra, nó nhìn để nó làm gì đây, nó chạy luôn à, đó nó ngoái lại, nó chạy cho nó ngoái lại, nó chẳng biết gì mà, tại nó không biết vụ gì đây. Đây là cửa các bạn, cửa đơn giản thôi, cửa đơn giản. Cái con đường làng đó các bạn, con đường làng này. Con đường làng mà liên ấp đây các bạn. Đây là cái đống củi, củi các bạn, củi để mà bà chị phải sử dụng nè, để tiết kiệm điện ga các bạn. Ở nông thôn thì cái điều kiện mà xài củi thì tốt rồi. Đây đây cái đoạn đường làng lên phía trên các bạn, còn ở đây là cái đoạn đường làng xuống phía dưới, là căn nhà các bạn, căn nhà lúc nãy nè. Để mình đi vào căn nhà các bạn xem. Thì đồng quê nó đơn giản thôi các bạn. Bây giờ cũng chiều tối rồi, cho nên là ánh sáng nó cũng thiếu đi, thiếu ánh sáng. Những cái vật dụng đơn giản thôi, để phục vụ cho cái nhu cầu cho đời sống hàng ngày thôi. Bạn để xem coi, mình xem coi còn 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 ánh sáng nó còn tốt không các bạn, bị trời cũng tối rồi, cho nên mình xem coi. À, để mình ra chuồng ngỗng coi. Chuồng ngỗng các bạn. Để các bạn xem các ngỗng này, cái chuồng ngỗng đơn giản thôi. Để các bạn thấy không? Đây coi. Chuồng ngỗng đơn giản thôi, để mình xem coi coi được mấy con ngỗng đây. Thấy mấy ngỗng này. Cha, rồi mình chạy trốn các bạn ơi. Ngỗng chạy trốn rồi. Chuồng ngỗng đơn giản thôi. Đây là những quả sung các bạn, cây sung nè.
Sung thấy không? Sung. Sung những cái chùm sung trời tối. Mấy ngỗng núp trong đó rồi. Núp vào trong rồi thì những chùm sung. Kệ đi. Nó gặp mình lạ đó, lạ nó chạy trốn rồi. Trốn thôi mình đi lên. Mình đi lên các bạn. Phía trước căn nhà nè các bạn. Đây là cái nơi mà bà chị bà tấn đất nè, đất tấn thành làm thành cái nền. Đây là một cũng một cái kỳ công nha các bạn, kỳ công rồi chứ không ai. Kỳ công mới làm vậy á chứ. Không lâu các bạn giọt tiếp thôi, cái này là người ta gọi là giọt lúa các bạn. Giọt trong khoảng thời gian ngắn thôi, dừng khoảng tiếng khoảng 50 phút thôi. Bên kia đó, bên kia sông đó, người ta ca nhạc đó các bạn. Karaoke đó các bạn. Karaoke. Vừa giọt lúa mà vừa nghe karaoke cũng thú vị nha. Rồi mình tạm dừng video ở đây các bạn. Mình tạm dừng ở đây. Kính chào tất cả các bạn nha. Hẹn là gặp lại các bạn ở video sau các bạn.